Chào mừng các bạn quay lại với Nghề Trader. Hôm nay là thứ tư, ngày 1 tháng 4 năm 2021, ngày bắt đầu của quý 2. Và chúng ta sẽ như thường lệ bắt đầu một ngày mới bằng việc xem xét xu thế của các cặp tiền tệ Forex tiềm năng để giao dịch trong ngày hôm nay. Tất cả thì đều là quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Các bạn hãy xem với tính chất tham khảo và kết hợp cùng hệ thống của các bạn để có thể giao dịch tốt hơn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu bằng DXY, chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Hôm qua chúng ta có một cây Doji. Xu thế của DXY thì vẫn là xu thế tăng, tuy nhiên thì chúng ta đang ở một vùng kháng cự và ở những thời điểm này hoàn toàn có thể sẽ có một nhịp hồi về khu vực Tenkan hoặc là vùng trendline trước khi tiếp tục đi lên. Để xác nhận buy thì chúng ta cần chờ giá tiếp tục phá lên và vượt vùng đỉnh tại 93.437. Tại giá đang ở bên trên của Tenkan với Kijun tại đồ thị H1. Tuy nhiên thì xu thế của H1 thì vẫn chưa thực sự rõ ràng, bởi vì chúng ta thấy là Chiku vẫn đang nằm bên dưới của giá và chúng ta cần chờ Chiku thoát ra khỏi giá trước khi chờ đợi tín hiệu buy khi mà giá phản ứng với Tenkan với Kijun, hoặc là chờ nó break out qua vùng đỉnh cũ và chờ đợi tín hiệu để buy lên. Chắc chắn là chúng ta sẽ chỉ canh để buy lên đối với cặp này, bởi chúng ta thấy là xu thế trên daily là xu thế tăng rất mạnh. Tiếp theo là đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ. Hôm qua thì mình có vào một lệnh tại khu vực này và đã bị stop loss vào 9 giờ tối qua. Bạn có thể thấy sau khi nó hit stop loss thì đã đi lên tương đối là mạnh mẽ và hiện giờ đang tiến tới khu vực kháng cự tại mức 0.94678, là một vùng đỉnh được tạo từ tháng 7 năm 2020. Xu thế của daily đang là xu thế tăng. Tuy nhiên thì nếu chúng ta mua tại đây thì target của chúng ta tương đối giới hạn chỉ là vùng đỉnh này. Nên là tốt nhất lên chờ nó phá được vùng kháng cự này thì có thể cân nhắc buy, hoặc nếu như các bạn có thể vào lệnh ngay tại đây thì stop loss bên dưới Kijun chúng ta cũng có thể gần 1%. Nhưng với mình thì tỷ lệ lời lỗ không đảm bảo. Nhưng có thể chúng ta sẽ chờ những nhịp hồi về mây này, sau đó phá lên thì có thể đảm bảo tỷ lệ lời lỗ tốt hơn. Tuy nhiên thì đây là cũng là một cặp có xu thế tăng rõ ràng và cũng là một cặp có thể chờ đợi để rồi trong ngày hôm nay. Tiếp theo là đô la Mỹ và yên Nhật. Mình vẫn đang trong một lệnh buy đối với cặp này sau khi tín hiệu mua xuất hiện vào 7 giờ sáng ngày hôm qua này. Mình vào lệnh vào lúc 8 giờ. Sau một ngày lình xình tại đây thì nó vẫn đang ở khu vực entry này. Và hiện tại chúng ta có thể phải chờ giá ít nhất phá qua được vùng này thì mới có thể nghĩ đến việc rời stop loss về entry. Hiện tại thì xu thế tăng vẫn rất là mạnh trên đồ thị ngày này. Và chúng ta đang có một khu vực chống trải đến khu vực kháng cự tiếp theo tại 111.720 với mức lợi nhuận tiềm năng có thể hơn 100 pip nữa. Nên là mình sẽ tiếp tục giữ lệnh này và theo dõi trong ngày hôm nay. Sau đây sẽ là một số cặp đáng chờ đợi. Euro và đô la Mỹ này. Ngày hôm qua thì chúng ta có một cây Doji, một cây Inverted Hammer. Tuy nhiên thì giá hiện tại vẫn đang trong xu thế giảm trên các đồ thị nhỏ này. Hiện tại nếu như nó tiếp tục phá được vùng này thì mình có thể canh để sell. Còn xu thế trên đồ thị lớn thì vẫn là xu thế giảm. Chắc chắn là sẽ không có mua vào ở bất kỳ trường hợp nào, mà mình sẽ chỉ canh để sell xuống. Tiếp theo là Euro và Yên Nhật. Ngày hôm qua chúng ta có một cái nến đóng cửa rất là mạnh mẽ và thể hiện số lượng tăng tốt trên đồ thị ngày, và nó đóng cửa bên trên Kijun này. Tại chúng ta sẽ chờ những nhịp hồi và có thể cân nhắc để buy. Nếu như giá tiếp tục phá lên này với một số lượng tốt thì có thể cân buy với target là vùng này. Lợi nhuận tiềm năng của chúng ta khoảng tầm gần 60 pip.
và khi nó phá tiếp vùng đỉnh tại mức là 130.668 thì xu tăng sẽ tiếp diễn và chúng ta có thể chờ đợi các mức target cao hơn. Còn hiện giờ các lệnh buy của chúng ta sẽ có target là vùng đỉnh cũ tại 130.662. Tiếp theo là Euro và đô la Canada. Xu thế chính trên đồ thị ngày đang là xu thế giảm. Một cái nến giảm rất là mạnh mẽ vào ngày hôm qua này, chính thức phá vùng đáy được tạo từ ngày 17 tháng 3. Và hôm qua thì thời điểm này là một chay rất là đẹp. Tuy nhiên mình không vào, bởi vì sao? Mình tuân thủ quy tắc quản trị rủi ro. Bởi vì lúc này thì mình vẫn đang trong hai chay, đó là Euro, đô la Mỹ bằng Thụy Sĩ và đô la Mỹ VN Nhật. Còn không thì hoàn toàn chỗ này chúng ta có một tín hiệu sell rất là đẹp và điểm tối đa là đạt khoảng 1,8%. Hiện tại thì mình chờ đợi nó phá được vùng đáy này trước khi H1 tiếp tục xác nhận xu thế giảm và mình sẽ tiếp tục canh để sell. Euro và bảng Anh tương tự với Euro và đô la Canada, ngày hôm qua nó đã đóng cửa một nến ngày rất là tốt và đúng với xu thế của chúng ta. Hôm qua tại đây chúng ta cũng có một tín hiệu sell rất là đẹp tại thời điểm chiều ngày hôm qua này. Bây giờ tương tự mình cũng không vào bởi vì quy tắc quản lý vốn của mình. Stop loss khoảng 17 pip này. Hiện giờ thì đã có thể rời stop loss PNG và chúng ta đang ở mức 1%. Hiện tại thì nếu như nó phá qua vùng này với một xu lượng tốt này, chúng ta có thể cân nhắc để bảo lệnh sell. Nó hiện tại nó đang trong một số thế giảm rất là mạnh và vùng target tiềm năng của chúng ta là 0.82814 cơ. Còn trong còn rất là khoảng giá còn rất là dài để giá di chuyển còn hơn 200 pip nữa. Hiện giờ nếu như chúng ta thấy có một cái nến tiếp tục giảm tại đây thì có thể cân nhắc để vào các lệnh sell. Tiếp theo là bảng Anh và đô la franc Thụy Sĩ. Hôm qua chúng ta có một cây nến tăng và nó đã vượt qua được mức cao của ngày 29 tháng 3. Như vậy các đường Ichimoku tiếp tục xác nhận xu thế tăng. Tuy nhiên thì với mình thì chúng ta nên bình tĩnh thời điểm này và chờ nó break out được vùng đỉnh này thì có thể cân nhắc tiếp tục buy lên. Vì chúng ta thấy là nó chưa thể đóng cửa được bên trên vùng đỉnh cũ tại đây. Nên tốt nhất là ta nên chờ nó tiếp tục phá lên này và chờ các tín hiệu mua vào khi mà các đô thị nhỏ xác nhận xu thế tăng. Bảng Anh và Yên Nhật. Cặp này cũng tương tự với Đoàn Anh và Phan Thụy Sĩ, chúng ta cũng có một cây nến ngày đã phá được mức cao của ngày 18 tháng 3. Tuy nhiên nó cũng không thể đóng cửa bên trên mức này. Nên là hiện tại chúng ta cũng chờ một nhịp phá lên và tiếp tục canh để buy target đầu tiên. Tiềm năng đó là vùng 153.837 với mức lợi nhuận khoảng 100 pip. Tiếp theo là bảng Anh và đô la Úc. Ngày hôm qua thì mình có nói là nếu như nó phá lên trend line sau retest này, chúng ta có thể canh để buy lên. Và vào tối hôm qua chúng ta cũng có một tín hiệu mua lên rất là đẹp tại đây này. Stop loss bên dưới nến này tại mức khoảng 52 pip. Hiện giờ thì nó đã đi được 1,5% và chúng ta đã có thể rời stop loss về entry. Sáng nay thì cũng có một tín hiệu buy tại vào lúc 7 giờ sáng này. Và nếu mà dậy sớm hơn thì có thể vào lệnh tại đây. Stop loss bên dưới lấy tín hiệu này 19 pip và hiện giờ chúng ta cũng đi được 1,7% và có thể rời stop loss về entry rồi. Nhưng đây cũng là một cặp rất là đáng chờ đợi, chúng ta sẽ chờ những nhịp hồi. Đây chúng ta sẽ chờ những nhịp hồi về khu vực trên line hoặc là vùng hỗ trợ tại đỉnh cũ này. Và chờ tín hiệu để tiếp tục bay lên. Xu thế tăng đang là rất mạnh trên đồ thị ngày. Chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng và target tiềm năng của nhịp tăng này có thể về đến vùng này 182.484 hoặc là có thể đến vùng này. Nên là tốt nhất ở điểm này thì chúng ta sẽ không có vị thế mua nữa rồi, mặc dù xu thế tăng vẫn là xu thế chính. Theo mình thì chúng ta nên chờ những nhịp hồi về và tiếp tục canh để bay lên khi mà các bạn đã miss các cơ hội mua bên dưới. Và cuối cùng đó chính là đô la Canada và Yên Nhật. Thì đây cũng là một cặp mình đã nói vào sáng qua, chúng ta có thể vào lệnh ngay tại khu vực này. Stop loss bên dưới này khoảng 34 pip. Và
nó đi được 1,7% và hiện tại chúng ta đã có thể rời stop loss về Enchi này. Hiện giờ thì nếu như nó phản ứng với vùng cây run và tiếp tục phá đỉnh đi lên thì mình có thể canh để vào lệnh buy, bởi vì xu thế tăng đã được xác nhận trên đồ thị daily. Nên là nếu nó tiếp tục phá được vùng đỉnh này thì mình sẽ tiếp tục canh để buy lên. Đó là những cặp tiềm năng để giao dịch trong ngày hôm nay với xu thế rõ ràng theo Ichimoku. Còn cậu vàng hôm qua này, sau khi nó tiếp tục giảm giá và tạo một mô hình double bottom tại lúc 19 giờ sáng này, nó chưa thể chạm về vùng này với chỉ còn khoảng hơn 10 pip thì chạm đến vùng hỗ trợ mạnh. Tuy nhiên sau đó thì nó đã phá lên rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên chúng ta vẫn là trong một xu thế giảm trên đồ thị daily, và một cái nến tăng như này thì không nói lên được điều gì, nên nó có thể hoàn toàn sẽ phản ứng với Tenkan và tiếp tục đi xuống, hoặc là đi lên một chút phản ứng với Kijun và tiếp tục đi xuống. Nên chúng ta hãy bình tĩnh và chờ đợi các tín hiệu sell tiếp theo. Hiện tại thì để sell thì chúng ta phải bắt buộc phải chờ nó phá qua H1 này và tiếp tục chờ các tín hiệu để sell, và tốt nhất là nên chờ nó phá qua được hai vùng hỗ trợ mạnh này. Nên là với cặp vàng này thì với cá nhân mình thì sẽ bỏ qua trong ngày hôm nay. Mình sẽ chờ đợi các cặp các tiềm năng hơn, và nhiều khả năng chúng ta sẽ có lệnh trong ngày hôm nay, vì rất nhiều các cặp đang có xu hướng đẹp và rõ ràng với Ichimoku trên đồ thị daily. Ok, và mình sẽ kết thúc chương trình phân tích kỹ thuật cùng Dragon Ichimoku của ngày mùng 1 tháng 4 hôm nay tại đây. Chúc các bạn một ngày giao dịch với nhiều lợi nhuận, và hẹn gặp lại trong chương trình vào ngày mai. Tạm biệt và cảm ơn mọi người đã theo dõi nghề trader trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.